Một căn nhà phố ngang 5m2, sâu vào 16m, đẹp kinh điển tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Căn nhà phố mặt tiền buôn bán cho thuê, chủ nhà xây ở vô cùng chắc chắn và kiên cố. Với lối kiến trúc hiện đại, trẻ trung sang trọng, ngang 5m2, độ sâu vào 15m, 16m, thiết kế một trệt, một lửng, 3 lầu. Nhà thiết kế có gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, phòng karaoke, phòng sông hơi và sân thượng trước sau. Căn nhà có hướng chính đông, đang tọa lạc trên trục mặt tiền đường số thuộc đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang cùng em Hùng tham quan phía bên trong không gian phòng khách và gara xe hơi của căn nhà. Và quý vị sẽ cùng em Hùng ra bên ngoài mặt tiền, mặt chính căn nhà nhé. Và đây là mặt tiền, mặt chính căn nhà chúng ta, một căn nhà phố hiện đại, một trệt, một lửng, 3 lầu, hướng chính đông, nằm trên trục đường mặt tiền đường số thuộc đường nhánh đường Phạm Văn Chiêu, thông đa Lê Văn Thọ, thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sát với công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Hình Thông Tây. Một vị trí rất đẹp, quý vị có thể kinh doanh bán ngủ đang hành nghề. Một căn nhà phố đường thông buôn bán nha quý vị, đường trước nhà này. Đường tầm 6m đường thông buôn bán nha quý vị. Đường này rất là rộng và mặt tiền đường số sát với mặt tiền đường chính đường Phạm Văn Chiêu này. Cách đường chính đường Phạm Văn Chiêu chỉ khoảng tầm 20m thôi nha quý vị. Một vị trí mà quý vị có thể kinh doanh bán đang hành nghề. Và chúng ta sẽ cùng lên tham quan mặt tiền, mặt chính căn, tham quan lại mặt tiền, mặt chính căn nhà để chúng ta vào bên trong tham quan toàn bộ kiến trúc bên trong căn nhà này nhé. Căn nhà này thì chủ nhà xây mới 100%, xây ở nên rất đẹp và rất sang. Nhà thiết kế có lớp cửa cổng bên ngoài, lớp cửa nhôm bên trong. Dưới tầng trệt là không gian bên ngoài là nhà đậu xe hơi, xe máy này. Chỗ này quý vị đậu vừa xe hơi 4-7 chỗ, kể cả xe bán tải. Có túi giày dép bên ngoài, hai bên tường ốp gạch lên cao phun trần, bên trên có trần thạch cao với đèn chiếu sáng, đèn led. Dưới nền thì ốp gạch 60m2 và có độ bê tông bên dưới. Căn nhà phố lửng ngược, ngang 5m2, sâu vào 16m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 tầng lầu. Nhà thì sẽ có gara xe hơi dài 6-7m, phòng khách, phòng bếp, phòng karaoke, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, phòng sông hơi và 6 phòng vệ sinh, hướng chính đông. Căn nhà phố lửng ngược rất đẹp, không gian lửng ngược phía sau này, có đèn thả xuống hai bên tường, có ốp đá trang trí kết hợp với ốp nhựa. Và có ô giếng trời phía sau rất rộng. Nhà này có hai giếng trời, một ô giếng trời ở giữa và một ô giếng trời phía sau. Không gian phòng khách thì có sofa, tủ kệ tivi, màn hình tivi và có luôn máy lạnh nhá. Một căn nhà phố rất đẹp quý vị, mặt tiền buôn bán cho thuê, thuận tiện ở kinh doanh bán đang hành nghề. Giá bán chủ nhà đang cần bán gấp với giá chỉ hơn 13T một tí thôi. Quý vị có bác quan tâm đến căn siêu phẩm nhà đẹp nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh này, hãy alo ngay về cho em Hùng theo số hotline đang hiển thị ngay trên màn hình. Nhà thì tặng kèm full nội thất khi mua. Quý vị mua thì chỉ việc xếp ba lì quần áo về ở thôi. Quay ngược ở đây thì quý vị nhìn thấy gara xe hơi rất là rộng nha. Và không gian cầu thang thì ốp đá hoa cương màu trắng, có đèn led. Và đi lên tầng lửng ngược sẽ là không gian phòng bếp của căn nhà. Chúng ta sẽ cùng em Hùng tiến lên không gian bếp nhé. Không gian bếp thì quý vị sẽ có bàn ăn 6 ghế, bàn đảo này, tủ bếp trên dưới này, vệ sinh này, tủ lạnh, hai cửa side by side, bếp âm, máy hút ngùi, bồn rửa chén bát, sắc gậy bát và chủ bếp trên dưới đóng phun trần, có đèn thả, đèn led rất là lung linh. Không gian bếp của căn nhà này với đầy đủ trang thiết bị nội thất này, rất tuyệt vời nha. Bàn ăn 6 ghế này, ngay kế bên không gian bếp thì có ốp gạch và ốp nhựa. Bên ngoài không gian bếp thì chúng ta sẽ có ban công 1m2, có trồng cây xanh bên ngoài và có bộ bàn ghế mây. Với hệ thống cửa nhôm đi ra không gian bếp nhìn rất là sang và thoáng, hệ thống cửa lùa này. Đây là không gian bếp trên khu vực lửng ngược của căn nhà, một không gian bếp rất đẹp nha. Giá bán chủ nhà đang chào bán chỉ hơn 13 tỷ một tí thôi, 13 tỷ 400 triệu đồng nha quý vị. Quý anh chị có bác quan tâm thì alo về cho em theo số hotline 0918178647. Đây là vệ sinh và không gian bếp. Và theo trên em lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian tầng lầu với 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ, phòng sông hơi và phòng karaoke gia đình. Ta sẽ tiến lên không gian phòng ngủ số 1 và số 2, hai phòng ngủ đầu tiên của căn nhà. Ở đây thì quý vị chỉ có bức tường được ốp nhựa trang trí này, làm rất đẹp, rất sang luôn nha. Ta sẽ tiến vào không gian phòng ngủ phía sau trước nha quý vị. Phòng ngủ thì sẽ có giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, tủ áo, có hệ thống cửa kính, đèn led, máy lạnh, Daikin, bồn tắm nằm và vệ sinh trong. Đây là không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ này thì có cửa sổ ra những trời này, có sàn ốp gạch giá gỗ này, bên trên có trần thạch cao với đèn thật phẳng, đèn led. Sau đây là lavabo rửa mặt, khu vực đánh răng, bồn tắm nằm và không gian vệ sinh thì thông với những trời. Đây là không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ phía sau. Có hệ thống tủ kệ tivi, tủ áo, tủ kệ để đồ, giá kệ để đồ cho không gian vệ sinh. Ở đây thì quý vị sẽ có bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng vệ sinh này thì ốp gạch phun trần. Cái phòng ngủ này thì có không gian phòng tắm nằm phía sau và không gian phòng vệ sinh ở phía cầu thang.
Qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía trước. Phòng ngủ số 2 này thì quý vị cũng có giường ngủ 2m2, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ đầu giường, trải trang trí này, máy lạnh này. Căn nhà với tông màu quá hiện đại nha quý vị. Bên ngoài này là ban công 1m2 với cây xanh và lan can cao, cửa nhôm sinh pha đi ra, màn rèm cửa hai lớp. Sàn phòng ngủ thì được ốp gạch da gỗ, có máy lạnh Daikin đặt ngay trên tường phòng vệ sinh, và tủ áo, tủ kệ tivi, bàn trang điểm nằm bên đối diện với chân giường mình. Và tủ áo thì đối diện với phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu là bồn rửa mặt, bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và hương soi. Quý vị đang tìm cho mình một căn nhà ngang năm có diện tích rộng, thiết kế đẹp, sang trọng, đẳng cấp thì căn nhà này phải nói là một sự lựa chọn tuyệt vời cho đại gia đình cô chú chúng ta đến tham quan và sở hữu trong buổi chiều ngày hôm nay. Cầu thang thì có đèn led và ốp đá hoa cương màu trắng rất đẹp nhé. Nên đây là không gian hai phòng tiếp theo, phòng số 3 và số 4. Ở giữa sảnh cầu thang hai phòng thì sẽ có một sảnh nhỏ kết hợp với không gian trang trí trưng bày. Và chúng ta đang đến với không gian phòng ngủ số 3 này. Phòng ngủ này có tông màu sáng hơn nha quý vị. Cũng có giường ngủ 2m2, giường ngủ rất là cao, kết hợp với đèn đầu giường. Bên trên có trần thạch cao với đèn led, đèn chiếu sáng. Đầu giường thì ốp nhựa trang trí và chấu tranh. Cửa sổ ra giếng trời kế bên đầu giường. Bên trong đây là không gian phòng vệ sinh với bồn cầu một bên, lavabo rửa mặt ở giữa kết hợp với gương soi đèn led. Bên trong là bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và phòng vệ sinh thông với giếng trời. Chúng ta đến với không gian phòng số 3 của căn nhà. Phòng này thì có tủ áo rộng và hệ thống tủ áo thì làm sơn màu nâu và màu trắng. Máy lạnh vẫn đặt ngay trên cửa ra vào. Cửa phòng ngủ sử dụng cửa gỗ căm xe. Còn đây là không gian phòng số 4 của căn nhà. Chúng ta đang tiến vào không gian phòng số 4. Hai phòng này thì có tông màu sáng hơn nè. Cũng có ban công bên ngoài 1m2, có trồng cây xanh, cửa nhôm sinh pha và lan can cao, màn rèm hai lớp. Giường ngủ, chăn ga, gối đệm, đầu giường có trang trí dán giấy treo tranh và máy lạnh mới tinh một ngựa. Nhà ngang 5m2, dài 16m, xây hầu như là hết đất nên là phòng rất là rộng nha. Tủ áo, tủ kệ tivi trang trí rất là đẹp nha quý anh chị. Và chúng ta đang tiến vào không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 4 này. Nhà này thì có tổng cộng là 6 phòng vệ sinh nha. Phòng vệ sinh này cũng với bồn cầu, lavabo rửa mặt, bồn tắm đứng vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn led. Di chuyển lên trên thì quý vị sẽ đến với không gian phòng karaoke, phòng thờ, phòng xông hơi và sân thượng nha quý vị. Chúng ta sẽ tiến vào không gian phòng xông hơi này. Phòng xông hơi thì sẽ có xông hơi khô, xông hơi ướt nè. Phía sau đây là không gian vệ sinh nè, khu vực phơi đồ, giặt đồ này, khu vực tắm nằm trên khu vực sân thượng này. Xông hơi xong thì chúng ta phải tắm nha. Bồn tắm nằm massage thủy lực nha, bồn tắm rất là mắc tiền. Với một bộ sofa, một không gian xông hơi rất đẹp với sàn ốp gạch, xông hơi khô, xông hơi ướt, tắm đứng, tắm nằm, lavabo rửa mặt, bồn cầu đều rất tuyệt vời. Bên này là không gian để máy giặt với máy giặt LG. Cầu thang leo lên trên sân thượng để chúng ta trồng cây xanh trên đây. Đây thì quý vị sẽ có cầu thang leo đây để trồng cây xanh nhé. Trồng rau, trồng cây xanh rồi ta lên thăm bồn nước năng lượng mặt trời. Và ngoài đây sẽ là không gian phòng karaoke, phòng thờ. Ta đang đến với không gian phòng karaoke này. Thì có quầy quầy bar này, có tủ để đồ này, tủ rượu này, một bộ sofa này. Một cái không gian phòng này thì quý vị làm phòng karaoke nhé. Còn nếu mà quý vị không làm phòng karaoke thì quý vị làm phòng thờ, phòng ngủ số 5 thì cũng được nha quý vị. Ngoài đây vẫn có ban công thoáng mát, có máy lạnh luôn, có tủ kệ tivi. Nếu gia đình chúng ta không làm phòng karaoke thì quý vị làm phòng thờ ở đây, hoặc phòng sinh hoạt gia đình, phòng xem phim. Trong đây thì quý vị sẽ có không gian phòng thờ nhỏ nhỏ, chủ nhà làm sẵn ở đây rồi. Và giá bán là 13 tỷ 400 triệu đồng, còn thương lượng mạnh hướng chính đông. Quý vị có quan tâm căn này alo cho em Hùng nhé. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.